May là thứ 10. Vì quên lời. Này, nếu ngày hôm nay không nắng, anh sẽ mặc định rằng em đang buồn vì nụ cười của em đi vắng. Nên tỉnh thời gian chìm trong ánh hoàng hôn. Nếu ngày hôm nay học hành vậy mà chỉ được có 15 điểm. Còn cháu được bao nhiêu điểm vậy hả? Dạ, cháu sai một chỗ nên được 95 điểm thôi. Nếu cháu được 100 điểm thì cô sẽ thưởng cho. Hơn có 80 điểm mà mày đặt. Giờ đây trái tim anh phá ra thành hai. Một cho chính anh tự nói mình đã dừng lại. Mà... Hey Siri, gọi điện cho bạn trai tôi. Xin lỗi, bạn không có bạn trai. Nắng vàng, mây xanh, em chọn cả thế giới hay là anh. Quà tặng cho anh chẳng có mấy ngoài một trái tim nhỏ bé mong manh. Ngoài trời dù có đổ mưa, nhưng trong lòng anh ngập nắng. Chưa nên về ai đón em chưa, ai đi cùng em chưa được dài phẳng lặng. Đừng lo, vì đã có anh đây, ngược gió ngược mây chạy đến với em. Bring that ass back like a boom 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 boom. Gucci Prada Prada Gucci 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 Gucci Prada Prada. No return, I was all alone. Can't lie, when I had a couple people right there, still felt like nobody was there. Be real, can't nobody take real. Just love, masquerade, don't wanna be cho MTV nhé. Sayonara.